Xin chào quý vị và bà con nông dân. Những ngày này, bà con nông dân tỉnh Hà Tĩnh đang tất bật gọi máy cày làm đất, đắp bờ để gieo cấy lúa vụ xuân. Dù những ngày cận Tết Nguyên đán, thời tiết mưa rét kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhưng bà con vẫn ra đồng cho kịp thời vụ, khắp đồng ruộng rộn ràng vào vụ xuân. Nếu như ngày trước, trâu bò là sức kéo chính, thì những năm gần đây, máy cày đã được bà con sử dụng phổ biến. Trên những cánh đồng mẫu lớn ở Hà Tĩnh, máy cày xới đi xới lại nhiều vòng để đất ruộng nhuyễn. Mỗi ngày, máy cày có thể cày xới cả nghìn mét vuông đất ruộng. Cùng với các giống lúa cải tiến và máy móc hiện đại đã hỗ trợ làm ruộng, giúp tạo ra năng suất lúa ngày một cao hơn. Lúa để gieo cũng được bà con mua tại các cửa hàng giống hoặc là chọn lọc từ lúa đã thu hoạch. Trung bình mỗi sào ruộng được bà con gieo hết khoảng 3 kg lúa giống. Sau từ 20 đến 25 ngày, thân mạ mập, ngọn phát triển tốt. Và lúc này thì bà con sẽ nhổ mạ cấy theo hàng lối. Năm nay do thời tiết mưa rét cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ để gieo mạ vào vụ xuân. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh, đến nay toàn tỉnh đã xuống giống được gần 170 ha mạ, cấy hơn 120 ha, gieo thẳng gần 2.200 ha. Chủ yếu là các loại giống thuộc trà xuân trung gồm có chiêm nếp IR1820, C23, NX30, XT28. Trà xuân muộn gồm có các giống P6, Nếp 98, Nhị Ưu 838 hay là Thái Xuyên 111. Bà con nên có những phương án che chắn giữ ấm cho mạ thật kỹ, bởi vì trong những ngày này thì Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ vẫn đang chịu tác động của không khí lạnh có cường độ mạnh, trời ít mưa, rét đậm với nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 14 cho đến 17 độ. Còn khu vực Trung và Nam Trung Bộ, mưa xuất hiện nhiều nơi, nền nhiệt cao nhất ngày vào khoảng 18 cho đến 22 độ ở Trung Trung Bộ và từ 23 đến 28 độ ở khu vực Nam Trung Bộ. Từ ngày mai thì mưa giảm dần, thời tiết sẽ chuyển tốt hơn. Khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin tiếp theo. Thank you.